Ciao, welcome back to this channel. My name is Dong. Today I will show you hand reflexology treatment against sensology. Để thực hiện một điều này, chúng ta cần có những nhiệm vụ sau: hai khăn lót tay, hai khăn nóng, ba dòng kim liệu. Pháp trị liệu sensology giúp các bạn cân bằng cơ thể. Bài trị liệu này sẽ kết hợp dương và dương được bù đắp thông qua các khiêu đỡ của lòng bàn tay. Sau khi thực hiện các động tác ở tay trái, chúng ta kết thúc và thực hiện những việc với tay phải. Sensology treatment is finished. We are Physicist Da Nang. Remember to like, share and subscribe our channel.